Và trong cuộc đời của Phúc, điều may mắn nhất không phải là lúc Phúc thành công ở trên đỉnh Vinh Quang, chạy thật nhiều show, kiếm thật nhiều tiền, mà điều may mắn nhất của Phúc đó chính là thời gian mà Phúc cảm thấy là mình rơi vào vực thẳm, có một người ở bên cạnh đồng hành, nắm tay mình, cùng đi với mình vượt qua những giai đoạn khó khăn đó, để cho tới thời điểm hiện tại mình có được một cái kiểu an thật sự trong gia đình của mình. Đó chính là điều mà Phúc cảm thấy may mắn nhất trong cuộc đời của mình. Và rất là nhiều trong quyển sách này, khi mọi người đọc hết 5 chương của quyển sách này thì mọi người sẽ thấy tất cả những cái quá trình, những cái ước mơ, những cái niềm đam mê từ thuở bé của không phải của riêng Phúc đâu, mà sẽ là của tất cả mọi người, ai cũng nhìn thấy cái hình ảnh của mình trong đó. Và trải qua cái giai đoạn đó rồi, chúng ta nhìn lại xem cuộc đời của mình nó may mắn như thế nào, rồi nó bất hạnh ra sao, rồi để cuối cùng chúng ta còn lại được gì. Thì Phúc hy vọng là với những chia sẻ của Phúc trong quyển sách này, nó mang một cái thông điệp tích cực gửi tới cho tất cả mọi người. Đó là dù cho có như thế nào đi nữa, trải qua trong cuộc đời của mình, Phúc cũng đã từng như vậy rồi, ai cũng đã từng như vậy. Có những lúc mà tưởng chừng như là gục ngã và bế tắc, nhưng chúng ta đừng bao giờ ngừng hy vọng. Bởi vì hy vọng nó chính là động lực để chúng ta có thể mạnh mẽ, tự tin để cố gắng đứng lên và vượt qua những cái khó khăn đó, để chúng ta mong đến một ngày chúng ta tìm được một cái chữ bình an và hạnh phúc thật sự trong cuộc đời của mình.